nhiên âm con người. Đâu sẽ tin năng nhầm á. Thường là các anh cũng lăng về nhà rồi. Thanh niên làm vịt, thanh niên làm vịt, làm xong ăn nhậu, băng đáng, băng ghê, băng đáng, nghe được phải, rồi băng đáng coi nhà này. Cái này cái này cũng lâu lắm rồi gì? Hả? Vui. Ôi, cái này.
mơ này. Thanh niên đẹp trai làm lông 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 vịt.